Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh Gián Tiếp Game. Thì nãy có anh em nói về cái vấn đề về thống nhất nước Đức ấy. Thì nó sẽ làm video về việc đó. Hay như là áo. Chỉ có áo phổ mới là hai nước có thể thống nhất Đức thôi. Nhưng mà anh em nhìn bấm vào cái phần decision phổ ấy, thì anh em thấy rõ là ngay là nó có cái event để mà thống nhất phổ. Nó có decision tay. Chuyên gia German sân này tự nhiên nó có luôn nha. Để không hiểu. Hôm trước là tôi phải thả một cái thằng ở thằng này ra này. Thả cái thằng này ra này. Nó mới có. Chứ hôm trước đâu bấm gì sân nó có đâu. Thì anh em nhìn đây em thấy đây. Áo và phổ đều có cái này. Áo đặc biệt một cái chỗ đó là phổ chỉ thống nhất nước Đức cái đường biên giới hiện đại của nó thôi, nước Đức anh em thấy ngày nay ấy. Còn nước Áo là nó sẽ thống nhất, nó lấy kho luôn trên đất Áo và trên đất phổ về các tiểu quốc tước khác thành một nước là nước Đại Đức đấy. Đây ta sẽ thống nhất, nhưng mà vấn đề trước mắt chứ với Áo ấy, là nó phải phát triển bên trong nó chứ nè, tại vì so sánh với phổ thì hiện tại nó không có là gì hết, dù nó là brain power mà nó không là gì hết. Literacy có 16,1 thôi, rất là thấp. Chứ hết là sẽ bãi bỏ toàn bộ quân đội, xây mới lại. Để điểm đầu không ai đánh ai đâu mà sợ. Giờ mình đã spear được Bavaria này, Wurstenwood cũng như Saxony. Saxony rất là quan trọng. Tại vì á phổ nó có Saxony, tất cả các tiểu quốc khác nhưng mà nó phải có Saxony là Nazi hiện đang nằm trong tay của Áo để nó thành lập Liên bang Bắc Đức. Mà một khi nó thành lập Liên bang Bắc Đức á thì cái decision thành lập cái Future for Germany của mình đấy. Thì còn mình còn một người nhất là thống nhất nếu Áo hùng thôi, nhưng mà lúc đó hình như vẫn được là cái cách là tôi nói em đấy, là bỏ cái thằng rồi đây, bỏ thằng này đi, thằng này hoặc là thằng Hungary. Nhưng mà thằng Hungary á thì đất nó nhiều quá với lại nó chiếm nhiều cái vị trí rất là quan trọng, chẳng hạn như là than sắt của mình đem đi hết sao được. Thằng này than với sắt cũng với xung vua không không thua diện phổ rồi nha, chỉ có cái là điểm literacy thấp quá thôi. Rồi ta bắt đầu thôi. Đối với phổ nó còn, đối với Áo nó còn cái vấn đề đó là nó là quốc gia đa chủng tộc nên này biết Áo như thế nào rồi, nhưng mà đế quốc Áo vậy là chuyện khác. Tất nhiên rồi phải làm chủ các cái test này. Xây mới các quân đoàn lại. Có hay. Sao để 41 mà tôi nhìn thấy có đóng ít quân thế này. What the fuck? À. Có một ông attack 3 này. Attack 3. Thì á đối với Áo cũng còn một cái mặt quan trọng nên là phải xây dựng đường sắt. Thì anh em biết rồi, Áo thua phổ trong mấy danh trong chiến tranh đó là do là nó không có làm chủ được cái hệ thống đường sắt. Khi mấy anh này còn đang loay hoay chuẩn bị thì mình quân phổ đã tập hợp quân ở biên giới rồi, tất cả là nhờ hệ thống đường sắt. Đường sắt trong thời đại này rất là quan trọng nha. Thì tôi đã từng chơi Đại Đức một lần rồi, nó là coi như là đơn giản thôi, không có làm gì khó cho nó, chỉ có một nhiệm vụ nhất là thống nhất thế giới thôi. Vậy tôi đã làm được năm 1915 khi viên đạn cuối cùng bắn ra ở Argentina.
tất cả đã kết thúc. Đây à. Ok. Một quân đoàn chuẩn này. 10 bộ binh, 10 pháo. 4 kỵ. Tất nhiên tôi sẽ ngăn chặn mọi cái nhà máy này được xây ở đây rồi, tại vì nó 16-17 à. Literacy thấp quá, xây làm gì? Tổn hao tiền cũng như mọi lần ha. Rồi mơ quan lại. Rồi mơ quan lại. Ra fit lên max. Có dép vô rồi. Cũng khá tốt thời điểm hiện tại, chắc chắn rằng mình sẽ được yên thân. Gì đây? Tuscany, Sassoni. Máy này không quan trọng, chỉ cần anh em giữ được Bavaria này, Bavaria và Sassoni là đủ rồi, còn lại nó không quan trọng. Còn lại thế nào kìa mẹ đó. Nếu số à, quên còn một điều nữa, từng bao giờ thông qua cái đạo luật mà thành lập liên bang Nam Đức, cũng tương tự như Bắc Đức vậy đó. Mình sẽ không thể coi như là thành lập nước Đức một lần nào nữa. Lắc quá. Có gì không dám quay gì. Người ta một tháng người ta đi đâu nhanh lắm, tôi quay mà 10 phút chưa hết năm. Thôi tôi không dám quay, anh em sợ tốn thời gian gì thế. Ơi, máy một gì khổ quá. Đây. Có thằng Pháp này, cấm thằng Pháp luôn. Cấm cửa không Pháp. Phổ ở Sassoni. Cấm luôn. Để nó lên trăm mà nó đẩy mình ra đó. Rồi nghiên cứu mấy cái tech mà coi như là tăng cái National Forecast để mà mình remote được nhiều layman hơn, nhiều tăng lữ hơn. Tại vì mình cần tăng cái literacy của thằng này lên, nó mới chọi lên với mấy người khác được. Tiếp theo là mấy cái test này, tại test công nghiệp thì test công nghiệp với lên cái medicine thôi là đủ rồi. Nhớ lên theo ưu tiên test pháo binh, sau đó tới này dàn này cultural. Chờ tới cái lúc mà mua laptop chắc phải lựa cái nào phải có bộ vi xử lý mà nó cao cao tí. Game này không cần đồ họa cao đâu, game này chỉ cần cái bộ vi xử lý nó mạnh tí là được. Tại vì mỗi một ngày là cái máy, mỗi một ngày trong đây là cái máy nó phải cập nhật biết bao nhiêu là số liệu, không những là đặc biệt là phần dân số, mà dân số cập nhật nó chia ra rồi nó làm đủ thứ chứ. Không những nước mình mà còn nước khác trên thế giới nữa, tại vì nó lâu vô lắm. À, coi người ta làm clip thấy ham luôn, Victoria 2 hết Iron 3. Bấm tua lên max speed rồi chạy tốc độ bàn thờ mẹ rồi mình mình bấm để nhìn nhìn chạy như rùa khổ. Đặc biệt là hết Iron 3 ấy, nhìn mà thấy sướng, đúng là cảm giác mà chiến tranh chớp nhoáng. Mình đưa motor ride light armor chạy tốc độ đó là chiếm cái bản đồ, nhìn đã con mắt.
Thì về cái đéo gì thế này, trời ơi là trời, Deo chưa xin lấy ba cả. Thế đéo nào, thì mình nên nghiên cứu nhanh vậy, nó có trước mình luôn kìa. Mà phải liền đây, đây là cái Walkthorn Amethyramis. Thì nên phải nghiên cứu cái sách là National Imperial mới mới có được nha. Cũng như là dạng như em chơi Ấn Độ ấy, Panchab chẳng hạn. Khi em đưa Panchab ra power rồi mà anh em có cái sách này nữa, thì tất cả những cái thành bang Ấn Độ còn lại ấy, anh em có thể tuyên chiến với anh mà không cần phải justify Warthorn làm gì, mới mất thời gian cả, đánh thẳng được luôn mà cũng không mất infamy đó. Gì mà nó chứ, đánh với phổ rồi mà còn đánh với anh làm chi. Thì mày tắt lấy giờ này phải còn tập xe đạp chứ, phải lái xe đạp phải dục rồi. Nhưng mà cái này tức luôn, ngồi đây mình để xem coi những ai đánh với mình à. Là mình có cái đồng minh đây, đồng minh đây, Bavaria màu xanh, đồng minh tham gia phổ bao nhiêu mấy cái thằng này và thằng anh. Bên phía bắc thì mình có quân Đan Mạch và quân Thụy Điển là đồng minh với mình. Lại phải coi như là defend tiếp rồi. Ấy ấy, hay này, được, ông tướng này được, 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 được. Có ông tướng này là ok ngay. Quá hay, bây giờ chờ quân mình lên online cái nè. Cứ để đánh thoải mái. Tao phải chơi du kích. Ta sẽ du kích, đéo nói nhiều, ta sẽ du kích. Ta me chỗ nào chọt, ta chọt. Nói này, mày đừng trách tao, thằng phổ, chó phổ. À, nếu mà hiện tại bây giờ mà dạng như mình đợi nghiên cứu cái này xong nha, là 2 năm. 2 năm thời gian đó là quân Anh chắc không tới đâu. Quân Anh không vô đâu. Đánh nhìn này thôi thì mình sẽ coi như là conquer hết nước phổ, chiếm đóng hết nước phổ ấy, là cho nó tụt xuống hạng ra bao ấy, mình đưa nó tầm ảnh hưởng mình luôn, rồi mình thêm cái Warthorn Amid Hammer. Nếu mình làm được thế thì mình thành lập nước phổ tức tức luôn, không cần phải chờ nữa, tại vì mình phải đưa cái thằng này vào cái trong Spear Invalid của mình nữa, hoặc là mình chiếm hết nước này mình mới có thể là thống nhất nước phổ được. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nha, trong thời gian chờ mình để đây thì nó lâu quá, biết này mới xong, cắt khúc này chờ tới khúc chuẩn bị đánh nha. Rồi về căn bản là ổn rồi, bắt đầu chọt để mà đánh thọt ra power của nó thôi. Tuscany là phe mình này, ông này lên đây, mấy anh đội ấy anh này lên đây, đồng minh đang vào vị trí hết rồi. Ông này sẽ lo cánh phía tây, cánh phía tây thì bánh phía tây có Bavaria đang đang đánh rồi,
Hôm nay qua cánh giờ lẫn lộn hết rồi. Barbia rồi. Hai đạo này sang giúp Barbia. Đấy, đấy. Ôm đây rồi. Ôm đây rồi. Sức mạnh của Ôm sẽ đưa ta đến chiến thắng. Cờ này như có nhị xích ly à, để nhị xích ly thế mà đồng minh mình. Tôi chỉ sợ mẫu quân anh nó vào giờ này thôi. Để quân anh vào thì khốn nạn. Mình đang thọt nó mà. Khổ lắm. Nhớ nha anh em, nếu mà thấy mà mình thừa sức lực ấy, thì hãy tiến thẳng, còn không ấy, thì chiến tranh tiêu hao thôi nhé, đánh tiêu hao chứ đừng có mà ngông quá kéo quân ra đánh hao quân lắm, dù là nước nào cũng vậy, nước Anh cũng vậy nữa. Chiếm thì cứ để mấy thằng đồng minh mình chiếm được rồi, mình thì cứ đi lảng vảng mình hút manpower của mình phổ thôi. Chắc chắn là mình không muốn coi như là có xích mích gì gió Tom Anh rồi. Chạy sang Nga. Tơ mơ thằng này. Kiras Los. Tàu chạy open rồi. Chia quân ra làm hai đạo thôi. Do mình build sư đoàn hợp lý chứ dễ gì mà vậy mà à, chứ dễ gì mà áo mà đánh chí phổ được như vậy. Không đi ha, được rồi, về đây lấy được organization đi, mình sẽ bắt đầu hốt. Adis. Thế là thế chéo nào. Thì mày rút. À, xong rồi, gỡ rồi. Mày mới hút cầu vô mất mấy ngàn quân mày cũng. Nhìn sốt với cà ruột.
Manhattan là chỗ đéo nào vậy? À, ở đây. Là kẻ thù đúng không? Sao à, ai cũng đánh nhau mà anh này à? Sao? Để đi. Mấy đào gì bị này đưa lên chỗ mà có quân đang hao hụt này, này. Vây ma. Đưa lên vây ma. Sasoni rồi các kiểu này. À, tướng hai bên ngang tài ngang sức. Dạ. À, mấy tiểu quốc này nó mình không có quan trọng. Quan trọng là mình đàm phán với phổ ấy. Tiểu quốc này thì ăn thua gì? Biden này hay về phổ à? À, đánh cho mẹ đi. Làm đéo nhau. Này thì phổ này vô lá vô liễu. Đóng quân ở đây đi. Rồi, việc còn lại cứ để cho đồng minh mình chiếm thôi. Ai cũng đồng ý. Riêng thằng Phổ là không đồng ý. Thằng này giữ xong thằng này rồi đi về. Có một đạo đây này. Rồi quân Anh nó lười can thiệp lắm, quân Anh đánh của nó thì nó còn hăng chứ, của mấy này nó cầu nó đưa hải quân vô thôi chứ nó có làm gì đâu. Lười can thiệp mấy vụ này lắm. Cho quân mình nghỉ ngơi còn lại với đồng minh mình xử rồi tưởng phổ thế nào. Cái này thua thằng Nga là đúng rồi, con mẹ gì nữa. À nha, còn cái gì hay tôi sẽ cập nhật cho anh em. Lợi dụng lúc ta đang xem livestream Dũng CT, anh ấy đã phản công như một số lượng quân rất nổi. Bây giờ mình đưa quân mình diệt hết cái đám này cho rồi, để mà coi như khỏi hậu quả nữa, không còn hậu quả gì sao.
Thôi, hối hợp với môn đồng minh cho nó nhanh. Kệ nó, mình đang thắng thế rồi, không sao hết. Thằng này gì càng nhanh thì càng tốt, chứ có cái gì đâu. Với lại sau này mình cũng sẽ sử dụng cái nguồn nhân lực của thằng phổ mà. Cho nên giết nhiều quá thì nó hết, mình cũng đâu sử dụng được nhiều. Phổ ơi là phổ. Nếu tôi nghĩ không lầm thì mấy thằng này nó không có cái quyền để thẩm phán đâu. Tiểu quốc này nó còn có quyền chứ, mấy thằng này làm gì có quyền. Mà đặc biệt là cái thằng này nó càng không có quyền, tại vì nó là stateline của mình, quốc gia vệ tinh của mình. Nếu nó đàm phán chăng nữa, nó có quyền đàm phán chăng nữa thì đâu ăn thua gì. Tại vì phổ bây giờ nát rồi, mình chỉ cần đưa quân như mình chiếm thôi cũng được. Với lại mình là chủ chiến mà, đâu phải là phe phụ đâu. Chiếm đóng thành phố luôn. Đấy, mấy cái quân đoàn người ta. Em thấy tôi có lên cái test nào mà của quân sự đâu. Tôi lên đúng một cái test thôi, là cái test này thôi. Tôi chưa đụng tới cái test nào khác mà cái test của Zero. Thằng phổ nó lên xiềng luôn. Thằng phổ lên cái test nó xiềng luôn chứ không phải không lên được. Ăn thua giả quy sư đoàn ấy. Mà đặc biệt cái game này ai cũng biết rồi, build pháo là chắc ăn nhất. Nhét càng nhiều pháo càng tốt. Mà pháo phải có bảo vệ nha. Chứ pháo không không được. Thôi, về được rồi. Hao quân quá. Chiếm Berlin là ngon rồi. Này đóng đây rồi, ok. Tôi sẽ cập nhật tiếp.
Đây rồi, hí hí, đây rồi. Trước hết là phải thông qua cái này trước đã. Đối với thằng phổ là mình đã thắng 100% rồi. Còn lại thì chả cần phải quan tâm. Còn nếu không thì đơn giản hơn, nó sẽ rớt khỏi cái ngôi vị Ray Power. Chọn một trong hai đi. Mình còn lì dữ trời. Sao mà nó bị trừ rồi thế nào? Trừ 2% Daily Score Overtime Power. Để tôi nghiên cứu xem nào. Rồi, nó đã ký rồi. Bây giờ thì để xem. Speed of Impurance. Đây, nằm gọn tay mình hết rồi. Đúng không ta? Khổ nó không giữ gì hết. Nhưng... vậy thì đúng rồi đó. Austin cũng về tay mình rồi nè. Nhưng mà mình còn có một cuộc chiến nhỏ với cái anh chàng Đan Mạch nữa. Và cũng như một cuộc chiến với anh Pháp. Thì trong thời gian phải giữ được cái đống này. Con mẹ chứ. Vậy là đây. À không, này bỏ vào. À, này cũng không cần quan tâm. Rồi. Rồi, à, bây giờ phải chuẩn bị chiến tranh với Đan Mạch và Pháp. Mình phải làm thật nhanh thôi. Kẻo không thì mọi thứ nó lại hỏng bét hết. À mà quên cả Spear rồi nữa chứ. À, đúng rồi, Spear này nữa. Mẹ. Spear này sao? Nhưng bây giờ giữ được cái đám này thôi. Chứ hết là giữ cái đám này. Còn muốn đánh thì phải đưa hải quân lên. Đánh được luôn ấy, trong tình huống mà nghiên cứu trái tá xong đánh được luôn, không cần phải có bất con hay cái gì hết. Phía Bắc thì nó chưa là đồng minh với mình. Nếu đã thế thì xây một vài chiếc. Đồng thời đưa quân sang giáp biên giới với Pháp nè. Rồi, đánh với Pháp trước. Sao còn có bốn đạo lớn vậy ta? Năm đạo luôn mà. À, đạo nằm đây. Đạo này để đây đánh đề phòng. Đề phòng quân Pháp. Phía Nam. À mà này cần đéo gì đánh nhỉ? Spear nó thôi.
Phô dịch là thế kéo nào? Phổ thì nát rồi. Giờ cầu chờ cho thằng nào tước cái danh hiệu Ray Power của nó. Còn thôi mình phải đánh một lần nữa, phải tuyên chiến một lần nữa, rồi vây hãm hết cái đất của nó, cũng như là chiếm đóng hết cái đất của nó. Sau đó mới AD cái Watch Gold là đưa vào PF Influence. Rồi chiến thôi. Nga nè, this mẹ Nga, mình không kéo cái thằng ở phía nam thì được rồi. Rồi bây giờ đưa quân sang phía đông thôi. Rồi em ơi, đấy, theo trật tự này thì mình sẽ vào giúp cho quân Bỉ một ta, quân Bavaria một tay. Milan ba đua chứ phải lên thôi. Nhị sức ly còn tí lực nào em à, tập thằng à phải power say đi thoải mái ha, thoải mái. Ancien Lorient là ba tỉnh này, ok chiếm hết ba tỉnh này, giữ ba tỉnh này thôi. Rồi, Papa Tay chính thức là tạch với chú Sức Ly rồi. Tạch sớm rồi con ạ. À. Bộ lão vô liệu.
chân, nhưng mà hãy nhớ lời mang thưởng cầu. Khó có thằng nào mà đánh được thằng phổ trong lúc này mà lên được cái spray power. Giờ nó đứng 170 đứng dưới mình. Mấy anh khác thì đuổi không kịp. Sao bên phía đông thấy động tĩnh vậy? Xem mình còn gọi được ai nữa nè. À, tôi Kani, đúng rồi, tôi Kani. Tôi Kani, Biden rồi. Hanover, nó vừa ăn. Không giúp được gì đâu, một con biển bỉ đánh nữa. Rồi, chắc như nó là được rồi. Galaxia Lombardia. Giật quá anh em ạ. Tình hình không có gì mới nha. Rồi, cập nhật tình hình tiếp theo của cuộc chiến thì phía của mình ấy thì mọi thứ đang tạm ổn. Quân Pháp như đã bị loại bỏ khá là nhiều rồi. Giờ quân đồng minh của mình thì phản công cho mặt trận Pháp. Cũng như là anh Nhị Sức Ly, anh Tuscany đã loại anh Ba Bơ Tây khỏi dòng chiến. Giờ khi liên minh mình gọi vào ấy với anh Sertabus cùng là hai quân đoàn Talabat Nga quay rồi. Cũng như đồng thời là nhờ quân của đội của Thụy Điển. Và mình mượn đường đến đây đánh tấn công thần tốc với Đan Mạch, thì Đan Mạch chịu thua. Đan Mạch do không có ai hỗ trợ bảo vệ nó hết, chỉ có mình nên nó thôi chứ không có ai cả. Đấy thì Sardinia thì cũng vậy, hai quân đoàn đã ở đây đã tiêu diệt xong. Quay free ngay một cách nhanh chóng, vì bây giờ mọi thứ đang nhẹ nhàng hoàn thành Pháp. Điều ta cần bây giờ đó là ký hiệp định chiếm Anh Saint Lorient với Pháp, cũng đồng thời như là đưa thằng này vào chồng. Thằng này hơi khó một tí tại vì thằng này đối đầu với quân Anh. Mà muốn đánh với nó là phải chờ 5 năm cơ. 5 năm cho nó hết cái này đã. Thứ nằm trong tầm kiểm soát rồi.
giật nhau với quân Pháp này. Rồi nhanh nhanh rồi rút quân về. Trời ơi, ai nãy sinh quân mình đã hao quá rồi, rút quân về nhanh, gấp lên nhanh lên gì mà còn chuẩn bị đánh phổ nữa. Đưa quân về bay ơi, nhìn xót quá. Trời ơi, nhìn xót quá. Rồi, hôm nay tao kết lên một nữa này. Rồi, ok. Rồi, mô tiếp thôi. Tăng lữ lên 54, lên 4% mỗi tỉnh nha. Đây, bây giờ literacy mình tăng là 0,1.3. 0,1, 0,3, 0,13. Một tháng, đúng rồi, một tháng. Thì ban đầu gọi Thụy Điển chào, Thụy Điển không chịu vào do là nó mắc hàng Nga, nhưng mà khi mình loại hàng Nga ra rồi ấy thì Thụy Điển nó mới chịu vào. Rồi thì thế đấy anh em ạ, mình tiếp tục mình chờ thôi. Rồi thời khắc trọng đại đã đến, chuẩn bị tuyên chiến Yên Phổ, chúng ta sẽ thành lập nước Đại Đức. Với kinh nghiệm chắc mình phải duo một với một tấu tài đôi nó thôi, để cho quân Anh khỏi phải can thiệp sâu vào mấy cái thằng này, mình đã khỏi phải chia quân. Trong khi đó thì gọi thằng Bavaria này. Ustavon này. Ustambas. Patens. Để gánh lên phía Tây. Cũng đồng thời là... rồi. Không cho quân... nói chung là không cho quân Anh gây một cái điểm bất lợi nào cho mình hết. Rồi. Tấn công. Triệt hạ nó. Thì em thấy chéo nào. Ok, quay xúc sắc trắng đéo chịu được. Gì con mẹ giật mình. Trắng đéo chịu được. Đúng là hao quân tổn tướng với luôn.
Này dập cho mày chết con à. Rồi, Vương mình giờ thế thủ thôi. Tập trung quân ở những điểm mà chuẩn bị tấn công. Tập đi là mình sẽ tiêu diệt hai quân đoàn này. Chung là tạo điều kiện hết sức có lợi cho quân đồng minh để tiến công. Thì là sẽ đưa quân đánh vào Berlin. Triệt hạ như là càng nhiều quân nó càng tốt. Chút nữa đưa quân sang phía tây. Bây giờ thì Berlin thẳng tiến. Tất cả về Berlin. Quân mình đây lo được rồi, nó lo được rồi, mình cho luôn phía Bắc đánh với quân Anh. Do là nó chưa lắc lắm nên tôi cũng chưa cắt đoạn rồi. Nên còn sẽ xem dài dài. Chuẩn bị nè. Lên ba cái tác ác mi thôi. Nó gây thiệt hại lớn cho mình không phải là tại vì quân mình yếu mình ở đâu, mình là do là mình không có đủ quân ấy. Mấy siêu đoàn của mình pháo nó nhiều quá, còn infantry ít quá, chờ tôi chưa có tạo lại mà pháo thì rất là dễ bị đánh, cho nên là anh thấy nó đam mất nhiều như vậy là do pháo.
Tại mất nhiều thời gian mà nhiều khi gặp anh thì trên thế giới nó không tiếp ứng đủ ấy, trục trặc mọi thứ nữa, mất công trễ tiến độ nên cứ đưa vào đánh đại. Cả giờ để cho quân đồng minh dễ biết tua đây thằng chó anh đã leo quân xuống Việt Nam được, phổ thì sắp chiếm gần hết rồi. Là cái việc mà đưa vào anh rất là nhẹ nhàng, bây giờ thì có thể cái thằng chó là tránh xa cái bãi biển của mình ra. Đồng minh chiến sắp hết rồi, lót thì nó đâu ăn thua gì mình, nó lót bot nó mà có bao nhiêu cái đâu, quan trọng là phải cho cái thằng quỷ này nó rớt khỏi cái ngôi Ray Power. Mà thằng này nếu mà chiếm hết rồi ấy, thì nó chỉ còn là cái điểm Military Power là nhờ cái. Ủa đâu mà rời ra mới đóng nguồn vỏ đi. Kìa mẹ nó sắp chết rồi. Nó chỉ còn sống nhờ cái điểm Military Power ít ỏi từ mấy cái chiếc thuyền đó thôi. Chứ cái điểm Pescaria nhỏ xíu của nó, điểm danh vọng nhỏ xíu của nó thôi. Chỉ còn lại là mình điểm công nghiệp nó bay màu rồi. Mà cộng lại đâu có bao nhiêu. Mấy nơi cộng lại đâu có bao nhiêu. Đây nó đang mất dần mấy cái điểm này. Phổ ơi là phổ. Tình hình gì tới chắc tới tháng 3 năm sau là thằng phổ nó sẽ rớt xuống Ray Power thôi, rớt qua Ray Power thôi, làm cho mình thêm Enter Spear thôi. Cầu trời cho anh Pháp từng đánh con ngay bây giờ. Pháp mà đánh thì khốn nạn. Ta sẽ chuyển đến giai đoạn tháng 3. Phổ nó đi dăng cậu Ray Power rồi. Add to Spear em nhé. Thằng anh đâu rồi? Ký lên. Bố mình thấy không cần cái này. Tan 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 tan. Chi la 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 la. Đấy, thấy cái gì không? Anh em thấy gì không? Em thấy gì không?
Ok, anh mang đến đây cho anh em nhé. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye, see you again.